xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Dạ kính bạch thầy, để tiếp tục những ngôi chùa mà khai kinh dược sư đầu năm đó, con có câu hỏi là thường thì trong gia đình mình có một người thân nào đó hay bệnh hoạn mà bệnh nặng đó, thì mình hay đọc những câu thần chú về kinh dược sư để cầu cầu cho người thân của mình mau qua hết bệnh, thì kính bạch thầy, những cái câu thần chú đó có phải là những cái bài cầu an không thưa thầy? Về vấn đề trong gia đình chúng ta có người bệnh á, thì trong khi bệnh và bệnh về thân, bệnh về nghiệp, nó có nhiều loại bệnh. Và khi bệnh thì chúng ta đi bác sĩ, đó là cái điều đương nhiên. Tuy nhiên có những cái bệnh mà trong cái y học mà bế tắc, trong cái y khoa cũng bế tắc, bệnh thuộc về bệnh nghiệp, thì thường chúng ta cầu an, thứ nhất có hai phần kinh để tụng kinh cầu an. Thường thường thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á, kinh Phổ Môn, thì chúng ta cũng có cái khuynh hướng là tụng kinh Phổ Môn để cầu an. Và trong đầu năm mới á, thường thường thì chúng ta tụng kinh dược sư và đốt 49 ngọn đèn. Đó. Thì tụng kinh dược sư trong cái đầu năm nó có ý nghĩa là để cũng cầu an giải nạn. Cầu an giải nạn tất cả mọi cái tai nạn, những cái bệnh nghiệp mà chúng ta không có qua khỏi. Thì khi tụng kinh dược sư đó thì nó có những có một cái bài chú Nam Mô Phật Già Phật Đế Bẻ Xà Lũ Đó Thích Lũ Ly đó, dược sư quán đảnh chuyên ngôn, cái bài câu thần chú của trong dược sư đó, thì chúng ta đã rất là quen thuộc với cái câu thần chú này. Tuy nhiên khi tụng kinh dược sư là làm cái đàn dược sư đó, thì chúng ta thắp những cái ngọn nến để biểu trưng cho cái trí tuệ, đó là cái phần sự đó. Về phần sự thì chúng ta có phải đốt trong 49 ngày đêm và 49 ngọn đèn và thắp sáng luôn trong 49 ngày đêm và tất cả những cái nước trong để trước tượng dược sư. Đó, thì những cái nước, những chai nước và những cái ngọn nến là biểu trưng cho cái trí tuệ và cái tâm thanh tịnh. Đó. Vì vậy cho nên khi tụng kinh dược sư cầu an đó, thì chúng ta với cái lòng chí thành thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những cái bệnh nghiệp, tất cả những cái nạn ách chúng ta. Chúng ta xin kể một câu chuyện, kể tóm tắt thôi vì cái thời lượng ở trên đài nó không có nhiều. Lúc cách đây khoảng chừng 5 năm tôi có xem một cái clip và nói về cái gia đình Phật tử này. Mang thai là song sinh, hai đứa bé nó dính cái lưng với nhau. Khi mà hai đứa bé nó dính lưng với nhau thì trong cái tình huống bế tắc đó mà gia đình là Phật tử thuần thành, cho nên bác sĩ đề nghị phải bỏ nó đi. Thì gia đình đã là Phật tử thì không nỡ nào sát sinh, mà nếu bỏ đi thì mình mới mang tội sát sinh. Do đó chỉ còn có một cái cách là thuyết đàn dược sư, tụng kinh dược sư và thiết cái trai đàn, thiết cái đàn dược sư đốt nến cầu nguyện trong cái tình huống bế tắc đó, chỉ cầu nguyện thôi, cầu nguyện cái Đức Phật dược sư thôi. Và dĩ nhiên khi suốt một tuần lễ trôi qua và tụng kinh như vậy đó, thì một đêm nọ cô vợ nằm chiêm bao thấy cái tượng Phật Quán Thế Âm nó lung linh, nó lay động, thì đã thấy Đức Quán Thế Âm bảo là ngày mai con đến gặp bác sĩ người nam và ta đã cứu giúp cho con của con rồi đó. Thì quả tình ngày mai đến cái ngày mà khám thai định kỳ thì cô ta đi vào bệnh viện và gặp bác sĩ người nam, và sau khi xét nghiệm đó thì bác sĩ bảo cho cô ta biết là hai đứa bé đã được tách ra rồi, và bác sĩ cũng rất ngạc nhiên tại sao có một sự mầu nhiệm như vậy. Thì người bác sĩ này cũng rất là ngạc nhiên và bảo, và cái người mà mang thai đó cũng chính là bác sĩ nữa, hai vợ chồng bác sĩ mà là người Phật tử, cho nên người ta trong cái tình huống bế tắc đó đã cầu nguyện và một phép màu đã
diễn ra. Một phép màu đã xảy ra đến với gia đình mà họ là bác sĩ, mà họ là những người Phật tử. Thì cái này họ muốn chia sẻ để cho tất cả những cái niềm tin của tất cả chúng ta, những ai mà trong cái tình huống bế tắc đó thì nên có một cái niềm tin. Và chính những cái gương của người bác sĩ này đã kể lại thì để cho chúng ta thấy những người Phật tử như chúng ta đầy phải vững niềm tin ở nơi chính mình khi chúng ta đang lâm vào những cái tình huống bế tắc không có thoát ra được đó, thì chúng ta bằng cách cầu nguyện thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được cái kết quả như cái vợ chồng bác sĩ mà đã mang em bé song sinh bị cái nạn là hai đứa bé nó dính liền với nhau đó. Ai vậy đó Phật? Dạ con xin cảm ơn thầy. Vậy là khi mà mình có những cái ước nguyện mà nếu mà mình thành tâm mình cầu xin thì sẽ được thành hiện thực thế thầy? Đúng rồi, khi cái sự cầu nguyện á nó có được hay không á thì thường thường ở thế gian người ta thường nói, ở trong dân gian người ta thường nói là linh bất linh tại ngã. Tại sao gọi là cái linh bất linh tại ngã? Là cái người cầu nguyện có khi thành tựu, có khi người cầu nguyện cái sự thành tựu không như ý muốn. Yeah. Là cái điều này rất là dễ hiểu, cũng như có những thập niên 70, 80 những người đi vượt biên đó. Yeah. Đi vượt biên vượt biển đó. Thì có người cầu nguyện cái điều mầu nhiệm nó sẽ xảy ra. Cầu nguyện trong tình huống bế tắc là thường thường là ta cầu nguyện lâm nạn xưng danh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Thì có người được nguyên cả tàu được cứu vớt. Và có người cầu nguyện mà được xảy ra nhiệm màu phép lạ xảy ra đó, thì chúng ta thấy những người này do đời trước nhiều cái phước đức tu hành nó còn rất là lớn trong cái đời hiện tại, cho nên khi họ gặp nạn đó, yeah, với cái tâm thành mà cầu nguyện phải bằng sự chân thành nữa, kết hợp, yeah, với cái sự cầu nguyện với cái tâm thành khẩn tha thiết, thì cái sự cầu nguyện đó sẽ được Đức Phật, chư Phật từ bi. Đức Phật dĩ nhiên Ngài bình đẳng, Ngài cứu giúp hết tất cả chúng sinh nào có tâm phát khởi cầu nguyện đó, thì Đức Phật Ngài được cứu giúp như nhau. Nhưng mà tại sao có người được, có người không? Thì chúng ta đừng có trách trời, trách Phật, mà chúng ta hãy nhìn lại chính mình là do cái đời trước mình vũng tu á, mình chưa có đủ cái phước báo, chưa có tu nhiều đời nhiều kiếp về trước, chưa có thiện căn nhiều. Do đó chúng ta kiếp này mình mới có biết tu. Thì trong một kiếp này mới biết tu á, thì nó chưa có đủ cái lực á, để cho sự cầu nguyện chúng ta nó chưa có thành tựu. Chứ đừng có trách trời, trách đất. Cho nên trong truyện Kiều Nguyễn Du, cụ Thi Hào Nguyễn Du cũng có nói là cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa đó. Yeah. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Có nghĩa là cái tâm mình phải có cái đầy đủ cái phước đức của gieo trồng từ đời trước. Những cái hạt giống tu hành của mình từ nhiều kiếp trước mà nó nhiều đó, thì chắc chắn ở trong kiếp này, dù cho chúng ta có bị cái nạn đó, thì chúng ta với sự cầu nguyện thành tâm thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được cái kết quả như ý muốn. Còn nếu những người mà họ chưa có tu hành ở kiếp trước nhiều đó, cái kiếp này họ mới kết duyên thôi, họ mới kết duyên họ tu, thì sự cầu nguyện đó có khi nó không có được diễn ra theo ý muốn, thì đôi khi họ không hiểu nhân quả ba đời rồi họ trách, họ nói tại sao mình không được chư Phật Bồ Tát để cứu mình, hoặc Phật không có bình đẳng vân vân. Yeah. Đó là cái chúng ta chưa có hiểu đó. Dạ. Con xin cảm ơn thầy. Dạ kính bạch thầy, thì thường những ngôi chùa thầy thường có cúng sao giải hạn ngày đầu năm, thì đối với thầy thì việc cúng sao giải hạn có phải là trong đạo Phật của chúng ta không thưa thầy ạ? Cái vấn đề cúng sao giải hạn á, thật ra nó rất là dài dòng, rất là nhiều thời giờ để mình sẽ bàn thảo đó. Nhờ trong cái giới hạn của đài nó quá ít, cho nên mà chỉ nói tóm tắt sơ lược như thế này. Cái cúng sao giải hạn đó, đúng ra là khi Phật giáo qua tới Trung Hoa đó, thì bắt đầu cái xứ Trung Hoa là đạo Khổng, đạo Lão. Nhưng mà khi Phật giáo đã đi vào trong cái đất nước đó thì cần phải hòa nhập. Do đó cái sự cúng sao giải hạn đó, thì cái văn hóa đó từ ở nơi đạo Khổng, đạo Lão, từ Trung Hoa, rồi nó qua tới Việt Nam. Cho nên khi vào đến Việt Nam á, thì đạo Phật muốn phương tiện truyền bá, hướng dẫn tất cả những chúng sinh á, thì mình sẽ giải thích khi người Phật tử hiểu đạo rồi, thì chúng ta cần phải dựa trên cái nhân quả, cái phước đức
của mình là chính, cái sự tu hành của mình là chính. Còn cái việc mà sao hạn thì dĩ nhiên nó cũng có chứ không phải không. Ở đây thì thời lượng nó quá ít, cho nên để xin một dịp khác để trả lời rõ ràng hơn. A Di Đà Phật. Dạ con xin cảm ơn thầy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật vừa qua. Nếu quý vị có những thắc mắc về tâm linh, những câu hỏi về Phật pháp hoặc ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị liên lạc về chùa Đường Ngự, số phone là 890-9513 hoặc chùa Diệu Pháp, số phone là 626-614-0566. Chúc quý vị có một ngày thật vui, thân tâm thường an lạc. Nhật ý xin thân ái kính chào. Xây tương thân tình trong đời.